Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Bạn là người may mắn hơn rất nhiều người khác đang phải chịu cảnh ốm đau, bệnh tật trong bệnh viện, với bốn bề là một màu trắng mênh mông, càng nhìn càng cảm thấy vô định. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn không phải chịu cảnh bơm rơi đạn lạc hay trải qua nỗi khổ cực trong tù, không phải chịu những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người đang phải chịu đựng như vậy trên thế giới. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn vẫn có một mái nhà để che mưa, che nắng, một chốn nghỉ ngơi, bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn là người thực sự may mắn trên cuộc đời này. Nếu mỗi bước chân bước đi trên con đường đời, bạn biết ngẩng cao đầu với nụ cười trên môi, bạn biết bày tỏ lòng cảm ơn với tình cảm chân thành, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc, vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn nhận thấy mình có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người, biết siết chặt tay để biểu lộ cảm xúc, sẵn sàng trao ánh mắt động viên khích lệ, bạn đang là người may mắn vì sở hữu những phương thuốc nhiệm màu nhất làm giảm đi sự đau khổ của con người. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống từ những điều trên, bạn sẽ biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có. Vậy nên, hãy sẵn lòng cùng chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với mọi người xung quanh. 20 bài học thực tế về cuộc sống sẽ giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, đơn giản là vì làm người tốt không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Có những người đến rồi đi. Khi càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng số lượng bạn bè thường xuyên liên lạc ngày càng ít hơn so với trước kia. Ngày hôm nay có thể bạn rất thân thiết với một người nào đó, nhưng rồi bỗng dưng cả hai lại không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù chẳng có xích mích nào xảy ra giữa hai người. Đó chính là cuộc sống. Bạn nên học cách chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn theo thời gian, nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí cả. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Bạn đều phải đánh đổi nó bằng cách này hay cách khác, và chẳng phải lúc nào cũng chỉ có tiền bạc. Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải bỏ ra những thứ vô hình như thời gian, công sức, chất xám và đôi khi còn là cảm giác đau khổ, mệt mỏi và thất vọng nữa. Một vài mối quan hệ đổ vỡ có thể là một điều tốt lành mà bạn chưa thể nhìn nhận ra ngay lúc đó. Bản thân bạn có thể bị tổn thương hoặc làm người khác tổn thương. Khi một mối quan hệ kết thúc, nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau khổ và buồn chán. Bạn có thể khóc nếu như thấy ổn hơn. Tuy nhiên, sau những giọt nước mắt đó, hãy đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước. Đôi khi, bạn có thể nhìn lại và làm điều gì đó, bởi bạn có thể học được những bài học quý giá sau mối quan hệ này. Vì vậy, hãy quan sát thật kỹ, nhìn lại nhưng nhớ rằng đừng bao giờ để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại và khiến bạn không thể tiến về phía trước. Một số người tốt với bạn vì vụ lợi bản thân. Trong cuộc sống, bạn sẽ được nhiều người đối xử tốt, nhưng cũng không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn không vụ lợi. Bạn sẽ chỉ biết ai thực sự tốt với mình khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người luôn sát cánh bên bạn trong cơn hoạn nạn đáng trân trọng và quan tâm hơn. Còn những người bỏ bạn đi trong lúc đó thì hãy quên đi. Mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Bất kể đó là mối quan hệ yêu đương, bạn bè hay gia đình thì đều cần phải được vun đắp hàng ngày, thì mới có thể phát triển và bền vững được.
Bạn đừng nên bỏ mặc ai đó quan trọng với mình vì nghĩ rằng lúc nào họ cũng ở bên bạn. Không đâu, họ sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào mà bạn không hay đấy. Nếu thật sự trân trọng mối quan hệ đó, hãy thể hiện và đầu tư thời gian, công sức dành cho nó. Cố gắng vun đắp các mối quan hệ và đừng sợ bị tổn thương, bởi ngay cả khi nó không được như bạn mong muốn, thì bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi và không còn gì hối tiếc nữa. Cỏ chỉ xanh khi được tưới nước đầy đủ. Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình thật thấp kém. Luôn tự hỏi, tại sao họ đạt được những thành tựu đó mà mình thì không? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn mình? Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó, thì hãy tự dặn lòng rằng. Nếu bạn từng nghĩ những điều đó đã, hãy dự dặn. Ai cũng có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống, dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Vậy nên chúng ta không là họ thì làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để có được thành công như vậy. Thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Không bao giờ, bạn không thể nào làm được điều đó. Vì vậy, hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân để chỉ làm vừa lòng một ai, vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận với việc lúc nào bạn cũng sẽ có những cái điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Xây dựng những mối quan hệ có thể tiến xa hơn, biết làm hài lòng những người cần thiết. Hãy chăm chỉ ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người, vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai cả. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu về họ. Những người này không nhất thiết phải đảm bảo nhiệm vụ, vị trí cao hay có thế lực, có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ. Dù là ai, bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Ai cũng muốn làm việc dễ thì việc khó dành cho ai? Nếu được phân công làm một nhiệm vụ khó, trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng, thì hãy cố gắng vui vẻ làm việc đó. Bạn cần làm quen với việc người làm ít nhiều người làm nhiều trong một tập thể. Miễn sao kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những công việc đó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ cho bản thân. Tự giải quyết vấn đề của bản thân. Ngừng than thở, phàn nàn và khóc lóc với người khác về những vấn đề của bản thân. Nghiêm túc mà nói, sẽ chẳng có ai quan tâm đâu. Vì vậy, hãy xắn tay áo lên và tự giải quyết nó ngay đi bạn. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn. Bởi vì chỉ có bạn mới biết rõ mình thật sự muốn gì. Khi giải quyết vấn đề, bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra, sẽ không ai lo cho bạn được cả. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình, bố mẹ, bạn bè hay giáo viên của bạn không nợ bạn bất cứ điều gì cả. Nếu muốn làm một thứ gì đó, hãy tự mình cố gắng đạt được nó. Đừng trông mong người khác giúp đỡ bạn. Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy nhớ phải biết ơn họ. Còn nếu họ không giúp đỡ, thì cũng đừng ghét họ. Bởi vốn dĩ, họ không hề có nghĩa vụ phải làm như vậy. Bạn là một cá thể độc lập, và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách duy nhất là cố gắng làm việc chăm chỉ mà thôi. Ngoại hình không phải là tất cả, quan trọng là cách bạn thể hiện bản thân. Ai cũng muốn người khác quý mến mình về tính cách và kiến thức,
chứ không phải về vẻ bên ngoài. Tôn trọng, tự tin và tốt bụng là tất cả những gì mà bạn cần. Mọi người thường nói về một khuôn mặt xinh đi kèm với một tính cách xấu, chứ chẳng ai bàn tán về việc một người có tính cách tuyệt vời nhưng lại có vẻ bề ngoài bình thường cả. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra vẻ bề ngoài thực sự không phải là như vậy. Tất cả cái tôi thực sự không có ích lợi gì. Cái tôi cá nhân không có ích lợi gì cả. Hãy bỏ qua cái tôi cá nhân và nói lời xin lỗi khi cần thiết. Tình bạn và các mối quan hệ đáng giá hơn sự kiêu ngạo, ngu ngốc. Thậm chí, bạn ghét ông chủ của bạn, nhưng hãy bỏ ra cái tôi và nói lời chào buổi sáng tốt lành khi gặp ông ấy vào buổi sáng. Bởi nếu không có nói vậy, bạn sẽ tưởng tượng ra những gì mà bạn nhận từ nó chứ. Cái tôi vô dụng và những nguy cơ xấu bạn có thể nhận lại từ ông chủ của mình, nó thật không đáng phải không? Để cái tôi kiểm soát hành động sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Đừng trông mong bất cứ ai sẽ mang đến hạnh phúc đến cho bạn. Bạn sẽ không phải thất vọng dài dài. Hãy tự yêu thương bản thân mình và tự tin vào bản thân. Khi người khác chê bạn mập, bạn có thể nói: bạn nói tôi mập. Đúng vậy, nhưng bạn có biết tôi rất khó khăn khi phải duy trì cân nặng hiện tại để nó không tăng hoặc không giảm không? Điều đó thực sự rất khó đấy. Việc ăn đồ ngọt thật không dễ chịu chút nào khi bạn đang buồn ngủ đúng không? Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày để cảm thấy yêu đời thì mới có thể yêu thương được người khác. Đừng sợ bị chế giễu, học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Hãy bỏ qua những lời phán xét của người khác, bởi họ không quan tâm bạn sẽ cảm thấy như thế nào đâu. Thay vì rớt lấy khó chịu vào người, hãy học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của mình. Phân tích kỹ, nếu nó là một chuyện tào lao, hãy ném thẳng vào thùng rác. Họ là họ và bạn là bạn. Đó là cách thể hiện việc bạn có tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình hay không. Hãy hành động và thành tựu đạt được để chứng minh rằng điều họ nói là sai. Tuy nhiên, lưu ý rằng những lời chỉ trích mang tính xây dựng thì hãy ghi nhớ để hoàn thiện bản thân nhé. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, không bao giờ công bằng. Bạn đã cố gắng như mọi người, thậm chí còn hơn, nhưng tại sao họ lại có được những thứ họ muốn, còn bạn thì không? Mặc kệ nó đi, cuộc sống vốn dĩ không công bằng và nó sẽ không bao giờ công bằng. Có những người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn so với một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất cứ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này, dù chẳng dễ dàng chút nào. Hãy cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được những gì bạn muốn, thì chí ít cũng tiến gần đến điểm bạn muốn đến. Mỗi người có một quan điểm riêng. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là điều bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần không hổ thẹn với những gì bạn nghĩ, hãy cứ sống theo cách bạn cho là đúng đắn. Đừng để bị lung lay. Bạn tin có cơ hội thứ hai không? Hãy trao cho nó một cơ hội đó. Bạn muốn ăn chay, hãy làm nó. Bạn muốn đối xử tốt với mọi người, ít nhất là với những người xứng đáng với nó. Hãy đối xử tốt với mọi người, đừng thay đổi chỉ vì một người mà không thể chấp nhận bạn. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Trong cuộc sống, sẽ không bao giờ bạn có được tất cả những gì bản thân muốn, bởi đó là cuộc sống. Hãy làm hài lòng với những gì bạn đang có, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Dĩ nhiên, luôn có một ai đó tốt hơn, giàu có hơn và hấp dẫn hơn. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng. Vì vậy đừng hy vọng, cố gắng hoàn thiện bản thân tốt nhất theo bạn, chứ không phải là tốt nhất theo người khác. Ưu tiên những quyết định trong cuộc đời bạn. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nên làm và không nên làm.
hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra một lựa chọn để không làm lãng phí thời gian cho những việc không đáng. Lùi một bước để nhìn nhận lại vấn đề từ góc độ khác nhau. Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía bởi chúng đều có hai mặt. Phải nhìn nhận, quan sát thật kỹ mọi việc hơn là cảm thông. Đặt bản thân vào trường hợp đó để hiểu rằng tại sao họ lại làm như vậy và lùi lại một bước để quan sát rõ bức tranh hơn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin nhé. Luôn đối xử tốt với người khác. Có thể nhiều người sẽ chọn cách sống lươn lẹo để đạt được thành tựu một cách nhanh chóng, nhưng còn nhiều người khác chọn lối đi đường dài. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, thì đơn giản là vì làm người tốt, không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.